chào mọi người đã trở lại channel của mình ha. Mình ở đây hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một cái mini game ở trong Minecraft mọi người. Đây là một mini game về đua xe mọi người ạ. Thì mình tình cờ thấy được cái mini game này và mình quyết định làm cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Ông này ông đang cầm cái gọi là cái bình xăng, là cái chìa khóa, mình nghĩ là như vậy mọi người. Không biết bình xăng không nữa hay là cái hộp bình thì là cái bình sửa lộn cái hộp để sửa xe mày mình xăng. À đúng rồi, ông này là thợ sửa xe, đúng rồi, chắc là ổng là thợ sửa xe cho tụi mình kiếm cái xe ở trong đây để đua mọi người. Ok thì nếu mà mọi người yêu quý mini game của mình thì mọi người đừng quên đó chính là để lại cho anh một like này cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ cho anh để các bạn có thể ra nhiều mini game cho mọi người coi hơn. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào bên trong để coi những chiếc xe trong đây đặc biệt như thế nào để mình sẽ tổ chức cuộc đua với con núp nha mọi người. Ok, núp chào mọi người đi kìa. Hello, chào mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bây giờ mình bắt đầu như thế nào? Đánh ok, vào đánh vào một cái pop, pong, pong, pong. Rồi vô rồi. Ủa, tao cũng phải đánh hả? Rai lên vào ổng. À, ở đây là gọi là gì mọi người? HMK Rai mọi người ạ. Ôi, ở đây trên đây nè, có nè, một cái thuyền, một cái tàu, ui con rồng. Thứ hai là con ong, thứ ba là cái bánh hamburger và một cái tư là cái con xe gì đó. Ui. Ê, mày nghe cái tiếng gì không? Ở đây là mình đi chọn xe hả ta? Ê, sao mình vô trong đây nhờ? Ủa mày đâu rồi? À, nó chọn xe, mày chọn chỗ đó đi, mày chọn vô cái xe mày nhờ. Chọn cái xe là mày vô đây được à? Ồ. À, ở đây mình chọn được nè mọi người ơi. Ê mày ơi, mày vô chỗ nào rồi? Cái gì? Mày vô chỗ nào mày rồi? Mày chọn hình đầu tiên á, mày chọn hình thứ hai chứ, mày return lại đi, mày quay lại cái ông này, mày quay lại cái ông return to hoop á. Rồi mày chọn cái hình xe đầu rồng đầu tiên. Relic vào. Ê. Ủa sao tao không thấy mày đâu hết vậy? Rồi luôn, hình như mày vô, nó không cho tao vô. Đâu, hình như hai đứa không vô được mà. Tao thấy mày đây mà. Ủa? Mày vô giữa coi. Rồi, tao vô. Tao vô chỗ xe rồng mày ơi. Nó chỉ cho tao vô đây thôi. Đâu, kỳ vậy? Tao thấy mày đâu? Ủa, tao thấy mày ở phòng bên nào núp ơi. Ừ, à đúng rồi, tao kế bên mày nè. Hello, quên. Xa lắm mày ơi, xa lắm luôn. À đúng, mày bên phòng bên cạnh nè. Xa lắm luôn á. Ê mày chọn. Ủa sao mày đích đến là mày phải chọn vô đây chứ nhờ? Không, để tao chọn cho nè. Bây giờ tao thấy tao coi mấy cái xe. Ui xe đầu rồng mọi người. Ui, xe là xe gì đi trời, xe lửa. Rồi. Xe lửa. Ui xe hamburger nè. À phải chọn. Ui có con ong mày ơi, con ong có cái mi mắt luôn mày, con ong có mi mắt luôn kìa. Ui con ong có mi mắt đâu. Ui con là Queen Bee mọi người ạ. À, con này là Queen Bee chắc luôn nè. Nè cái lông mi của nó chớp lên chớp xuống nè. Ờ có vương miệng luôn, nó là Queen á. Ôi còn cái này là chiếc xe. Ui làm động cơ đỉnh nghe mọi người ạ. À. Chiếc này là chiếc xe đồng hồ mọi người. Một chiếc xe tháp đồng hồ. Wow nhìn đẹp nha. Ui mình sẽ chọn xe rồng mọi người, mình thích xe rồng. Xe này giống xe đập chết quá trời. Ủa mình không chơi chung nữa ta. Mày cứ chọn đi. Cho nên là mình select cái xe nè, sau đó mình sẽ đi vô trường đấu nè. Ủa, chọn kiểu gì mày? Mình click vô nó hay là mình click cái chữ select thì tao không biết nữa mày ơi. Mình click vô nó hay sao? Mình click vô nó nè. Cái này không biết chọn cái gì đâu, mình return hấp. Chưa? Mày click vô nó đi, rồi bây giờ mình return hấp. Rồi, trong đó thì mình chắc mình nghĩ là mình chọn nó rồi á. Ủa vậy hả? Ờ, mình vô đây. Mày vô đây từ, vô đây nha, vòng đầu nha. Ủa, tao vô rồi nè. Ê mày chọn xe gì vậy? Ủa sao hai đứa xe đầu rồng luôn vậy? Tao chọn xe rồng luôn mày. Trời ơi, tao cũng chọn xe đầu rồng luôn. Thôi được rồi, lỡ rồi đua luôn. Trận đầu đua xe đầu rồng. Ui đua xe đầu rồng khó nhìn lắm mày. Mày làm cái gì núp? Mày lên xe chứ. Mày đúng là núp thiệt chứ. Chạy nè, ui hết tới giờ. Gì ghê vậy? Ủa đường nào. Con núp nó ngu kìa mọi người, đuổi xe nó chạy bộ. Ui. Ơi ăn. Ấy nó có cái skin nè. Lắm mày ơi. À ăn cái này là dính hiệu ứng. À đúng rồi tao biết rồi. Mày đi đường nào vậy? Mày cứ đi mày theo quán tính là mày biết là đường chính nè. Ôi lửa. Đi theo lúc kịp đó. Đặt lửa ra một. Ui đâm tường rồi. Cái xe này để góc nhìn thứ ba khó nhìn lắm mọi người. Đặt thêm cái này phay lucky block nè. Đúng đường không vậy trời. Đúng rồi mày cứ đi theo cái quán tính của mày là đúng mà. Mày đi theo vòng tròn mày đi lên, mày cứ đi thẳng là tới à. Đừng mà đi một vòng một đặt cái. Ui, cứ mình sử dụng Mega Boss Speed mọi người. À, tao đi theo mày. Này, đi góc nhìn này nó khó lắm nha mọi người ạ. Góc nhìn này nó rất là to. Xe này quá là to. Xe này nó ngự quá. Ê,
mình phải đi công nhanh nhất. Bom timer nè, mày giảm đi, giảm bom đi. Ê, quá trời. Ủa, lộn số hả? À, tao biết đường rồi, tao biết đường rồi. Đi hơi khó tí, mà nhưng đi cái là quen liền. Sử dụng rocket mọi người. Ui, ăn cái lúc kìm lóc này mình có thể tấn công đối thủ. Ê, ê, tông tường thôi. Mày đi thử trước anh núp. Trời ơi, núp đi kìa mọi người. Nào. Ê, cái quả gì kìa mày? Quả chấm than mày ơi. Lấy không? Ăn đi. Ngu. À, bị xem vòng vòng. Mày ăn trúng cái quả đó là quả phép lúc kìm lóc rồi. Tao đặt ra đó. Ô, final lap nữa kìa. Ui. Mày cứ đi theo cái hướng đó. Cái hướng nó có đường mày cứ đi thôi. Mày đúng là núp thịt chứ. Tao bị dướng ngay cái cây rồi mày. Mày vậy? Rồi tao đi một lần đầu mà tao biết cái đường nào tao đi hết luôn rồi. À cái này y như là đua trong Jin Speed á, mấy cái game đua xe á. Bom nè. Ui, bom hàng giờ mọi người. Kiểu như đang chạy sát cháu sẽ đặt cái bom này. Ui nó nổ kìa. Ghê hả? À trong này có nhiều cái chơi hay lắm nha. Ủa sao tao đi ra chỗ cũ rồi chơi giá? Mày phải chạy final lap chứ mày, mày chạy mấy lap lận. À mày ngu quá đó. Tao đúng mày đặt tên mày ngu rồi đúng mà. Quên rồi nè, tao phải nịch ray rồi. Ủa cái cây á? Trời ơi. Chạy mấy vòng liên tục luôn. Ok mọi người, mình về đến trước con núp rất là nhiều luôn. Mình win rồi, mình về ray nè. Đó. Mày chạy liên tục đi chứ núp. Sau 999 ngày thì con núp nó cũng đã tới được cái vòng đua mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ trở về vòng đua và chọn nhân vật khác nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô chọn con khác nha. Không chọn con rồng nữa. Ủa sao tự đu chui ra mất tiêu rồi. Ê, ta phải chọn con rồng. Ok, bây giờ mình sẽ chọn chiếc xe lửa cầu rồng gì đây nè. Đó, mình không biết nhảy đụng nó hay là mình chọn cái gì đó mọi người. Cho nên không thấy chỗ chọn mọi người, hay là mình quăng hay là gì là chọn mà mình không biết nữa. Ê, chọn con ông. Ok, trở về thôi. Chỉ để vậy thôi là chọn nó rồi. Mình bật qua là nó chọn rồi sao? Ok, map tiếp theo nè. Map này là Cloud Cruiser. Vô. Đúng rồi, mình để ngang là mình đã chọn rồi mọi người ạ. À. Ê, cái xe tao lên mà. Ê, kì vậy. Rồi. Trời, xe nó bị lui mình đi lên được mọi người. Đi thôi. Ô, đường này lên dốc. Ủa, cái gì vậy? Nó cắt mày nửa đường luôn á. Băng chậm, băng tan. Ui đặt cái cục băng ra ngoài đất luôn. Ui đi này. À, mày chơi được không? Đi đúng không vậy? Đúng rồi. Ui chỗ này mình bay lên, Ê, ê, ê. Ủa bay sao? Bay lên trước nè. Ui hụt rồi. Ê bay gì vô trong. Bay lên đây nè, mày đừng núp, đi trên đường đi. Ủa chứ còn đường cái này chứ đường nữa. Núp ghê chứ. Ta lại dẫn đầu nữa rồi. Ok. Cái tàu này mình đi nhìn gấp nhìn thứ ba nè được mọi người. Tao đi qua tới đầu rồi, tao bị sầm cái láp này luôn rồi. Mày giờ mày tới gấp nhìn thứ ba. Lên trên. Ui ui. À mày đi lên trên được luôn mọi người. Ui. Gọi được một vòng rồi. Đó, một vòng rồi nha. Mình đi một vòng rồi tiếp tục. Chui qua lỗ này sẽ ăn được cục nữa. Tao quên quẹo bên đây chứ. Bay lên, hai vòng cục băng, ice speaker, đó tiếp tục ăn cái lúc cây này, đây là lúc cây ray mọi người ạ, à. đường đua ray mọi người, mega speed nè, vậy là mình nghĩ mình hoàn thành đường đua khá là nhanh luôn. Gì mày, từ tao sắp tới rồi. Sắp tới thì tao chấp mày nửa đường, mày đi có đường đi, mày cứ đi thôi. Gớt rồi. Từ luôn. Mày rớt một tiêu. Được rồi. Rớt mình phải đi xuống dưới mọi người ạ. À. Không đi trên được, đi trên lợi hơn. Final lap rồi nè, tao được final lap nè. Ăn hai cục luôn. Tao chuẩn bị sắp tới final lap nè con. Mày cưới con ong gà quá. Quẹo phải. Đó, mình đi mình quen, cái đi nhanh quá trời luôn nè. Chắc mình đi kịp núp luôn à. Mình 190 điểm bây giờ nó mới có 140 điểm mà. Tao sắp về tới rồi. Có đâu. Giảm băng. Ê, final lap nè. Tao còn tới đích rồi. Tao đang dưới theo mày sắp tới rồi. Tao ngay sắp sắc đích mày rồi. Sắc đích mới sợ á, mày chắc mày cách tao mấy vòng trái đất luôn. Trời
Ây da, gớt rồi, chỗ này đi từ từ, một chỗ này đi khó. Ok, hoàn thành, tiếp tục luôn. Biết ngay mà, con đúp tuổi đâu mà đua lại mình cái vòng đua này mọi người. Bây giờ nó mới chưa tới đâu mà coi, để coi bao giờ nó tới nha. Ha, đúng là chiếc xe này lái dễ, tí nữa mình sẽ lái con ong mọi người. Con ong bay, thôi mà cũng vậy à. Con ong có bay đâu. Mày khùng quá, con ong nào mà bay được, đây là đường đua mà, chỉ là cưỡi mấy con, cái con thú thôi. Con ong nó đang bước đi, nó có đua đâu. Ủa, sao tao phải nào lái không mà ta, sao tao quay lại đây. Mày phải đua theo một vòng chứ, mày nấp quá à. Ừ, nó giờ nửa ngày sau mày mới đua được. Trời ơi, đúng tao đợi mày lâu lắc luôn á. Tinh ơi, dễ tinh ơi, dễ tinh rồi, ơi. Bây giờ mình vô mình chọn chiếc khác mọi người. Được rồi, bây giờ mình sẽ chọn chiếc chiếc xe hamburger mọi người, hamburger Riking. Rồi, trở về. Mày đi chọn đi. Ủa con xe rồng nhìn đỉnh quá mọi người ha, cái xe rồng nhìn đỉnh ghê kìa. Chọn hamburger rồi hả? Hamburger chọn rồi. Chiếc này đi. Chiếc này chiếc gì ta? Chiếc đồng hồ. Được rồi, bây giờ mình sẽ đua ở cuộc đua đó chính là Tropical Island. Vô. Ủa, không có xe mày. Ủa, xe đâu mày? Hình như mình phải đua từ từ mới có xe sao mày. Ủa, xe đâu? Không, nó lát rồi, nó không mất xe rồi. Chạy bộ. Không được, không chạy được được đâu. Bây giờ mình phải unlock cái map này ra đã. Ờ. Là sao? Là mình đi lộn thứ tự hả? Em nói cho tao được im, em cho tao đi. Nó sẽ kêu, nó sẽ kêu mày luôn. Sao mình không lấy không vô được map nha? Chọn xe rồi mà. Ấy hay là mình đua phải từ map băng mới lên được map đó mày. Ấy map băng không có đâu mày, map băng không có xe. Nè nó khóa tao lại, nó đâu cho tao đi đâu. Map băng không có xe. Ok vậy. Ê, cái đường đua bên này nhìn đẹp quá. Đẹp bên này mà nhưng map không có xe mọi người. Kỳ á. Để cho mình chọn lại coi nè. Chọn lại nè. Chứ chọn lại đi. Đó, bây giờ mình chọn. Ok, chọn chiếc hamburger đi. Đó, chọn đại. Rồi. Mày vô mày chọn cái nấp. Mày chọn xong mày chui ra. Chọn chưa? Rồi. Rồi, vô máy băng. Mày nhảy máy băng rồi, mày nhảy máy băng chứ đi. Mày khủng quá, mày nhảy chưa Star Ray kìa. Mày bấm vô cái hình làm gì? Trời, mày đập luôn mày. Ủa? Con này nó dốt chứ mày. Tao tưởng đâu cái đó là cái nút bấm này. Trời ơi, map bị lỗi mọi người ơi. Map lỗi, mình đi được có hai map mà. Ô, map này đẹp ghê mà không chơi được, kỳ vậy. Được rồi mọi người, mình đua tiếp mọi người. Lấy con ong, lấy hai con đông, ong đua với nhau, rồi chắc mày đi nửa đường rồi. Nấp. Cái map kia mà đi không được, không biết thì sao mọi người. Mày đua trước cái nấp mày làm gì vậy? Từ từ, đợi tao xíu. Ui, con ong nhìn ghê mọi người, con ong nhìn xịn ghê mọi người, con ong nhìn đẹp ghê, góc nhìn rộng, con ong đua dễ nè. Dám đầu. Kẹt. Nó bay, nó lũi lắm nè. Mày bay không, mày giỡn mày, mày biết điều khiển nó qua. Dũng mày tao cho bắn mày tao lửa mày nè, rocket mày nè con. Rocket mày nè. Ủa rocket sao không trúng được trời. Rocket không trúng được mọi người ơi. Con ong mà đẹp ghê. Rocket nè. Ê mày dính đâu cái gì tao bị chậm rồi nè. Tao mới đặt cái gì đó. Mày làm gì tao. Ê, hai chiếc xe của mình đi còn đây sao. Rocket dí nè. Tao đặt băng trên đường cho mày dính băng trời. Đâu tao thấy có băng rồi đâu. Tao mới đặt. Ủa tao ăn cái gì mày ra speed lên nè. Rocket. Mình không ăn được rocket luôn ta. Rocket mình không có bắn được con núp ta. Mày ăn cái lúc kìa block của tao rồi. Lúc kìa block. Ủa, rocket nè. Ủa rocket sao trúng ha. Rocket như là mình tăng tốc độ bắn cái tốc độ chạy mình thôi mọi người. Đúng rồi. Chứ không phải là bắn rocket dí con núp mọi người. Còn lại chỉ là 7 thôi mọi người. Ê con ong đẹp quá ha. Con ong đẹp quá trời luôn nè. Ui. Tao vượt qua mày nè, mày đứng đó đi. Sao giờ mày đua ghê vậy? Trời tao, ơi, chết đi. Rồi thôi, tạm biệt. Thôi tao về nhất đây. Tao là bà vô mà mày hiểu không? Tao đi trước nãy giờ. Rồi tao mega speed nữa rồi, tao ăn được cái lửa vô, tao đi vô nhanh lắm nha. Ê, giữa tao bán cắm, cái gì nó bị đi chậm.
Thôi tạm biệt mày nha, tao về nhất đây. Tao chấp mày nửa đường rồi mày bật đua vẫn không lại tao luôn. Nửa đường rồi, chấp nha mày. Mày bỏ băng nữa. Còn giảm băng anh người đó chứ, giảm băng cái đường nữa chứ. Tao bị đi chậm. Yeah, về quá là nhanh luôn. Ê, con ông nó quay giùm nhau. Quá là nhanh luôn. Mày đâu rồi? Đó, bây giờ mày đua giỏi không tí rồi kìa. Ủa, để tao coi tao chọn lại coi. Sao mà không chọn được con xịn nhờ? Ủa, nó mất tiêu rồi. Gì? Không chọn được cái map kia chứ. Ừ, mình chọn được con ong nè. Có cần mình chọn được con ong nè. Rồi, chọn lại cái xe hamburger coi. Mày chọn đi, mày vô mày chọn cái nấp. Mày chọn cái, mày chọn đi. Từ từ, để tao cho tao vô. Nhanh lên. Tao chọn xe đồng hồ rồi á. Ok, return. Chắc là đua hai map kia mọi người. Chứ map băng mình bị lỏ mất tiêu rồi, mình không đua được. Vô thử coi. Map này mình bị lỏ mất tiêu rồi mọi người, không có đua được mọi người. Mình không biết tại sao. Ổn hả? Ê, để tao chỉnh game mod, tao lấy xe được không? Let's go. Xin lỗi mày, tao chạy trước rồi nha. Mình chọn chiếc xe hamburger mọi người. Tao chấp mày đi nửa đường đó con. Tao sẽ dí theo mày thôi. Góc này mày bay không bằng tao đâu. Nói tao biết cái đường bay này, tao nhớ cái đường đua này rồi. Đường đua này tao là chùm rồi, hamburger vô địch thiên hạ. Đấy, hamburger. Ui, cái góc này quá trời luôn. Mày phải giảm cho mấy cái vàng vàng á để mày được tăng tốc. Ê, nó sắp tới rồi, mày tính thả băng tao luôn hả? Đúng rồi. Ơi đi con, tao sẽ thả một tí mày đi vòng thứ hai mày sẽ giúp. Có đâu, nó tự mất. Boss speed nè, đi lên trên nè. Ui, không thể lên được mọi người. Ấy nó vượt mặt mình luôn kìa, nó vượt mặt. Nhưng mà ta lên cho ta ăn block rồi. Cái con xe đồng hồ này. Ta vượt mặt rồi, tao có thả bom vào mặt mày nè. Tạm biệt nha. Mày trước đi, mày trước. Ui á, chết rồi, dính rồi. Ngô. Thôi ta đi trước đây. Ủa sao tụi mày chậm vậy? Ta 121 điểm rồi. Mày bị lạc ở nơi phương trời đó. Ui trời, ăn dính block này. Đó. Ơ không ăn trúng cái gì luôn kìa. Mày vô cái chỗ bay. Ngô, mày đi thẳng tới là được rồi. Đó, đi ở trên đúng đúng nhanh luôn. Ui, ăn bên đây nó qua lẹ kìa mọi người. Qua xa luôn ấy. Đây là đường đua tuyệt đối. Ui, chưa đây được, quên, chưa đây được, quên. Không mua được mấy map kia mọi người, không biết tại sao mấy map kia bị lỗi sao mọi người. Hay đồ lắm. Rồi, chưa sử dụng slowness. À, slowness hình như mày bị chậm hay sao. Ui. Đi này đặt đầy cái nữa rồi, cho đớp nó ăn luôn mọi người. Thế là nó cũng đớp cái cục đó à. Tao về nước rồi nha, tao về nước rồi nha. Tao là chùm đua xe. Ui, đặt cái cục nước nó đặt cái cục ác kìa. Mọi người coi này, chuẩn bị cục đớp. Đớp 1 trong 2 nè mọi người. Ôi, nó mất băng rồi mọi người, băng mất rồi. Thôi về nước cái đã. Yeah. Thấy chưa, con núp nó không thể nào đua lại mình. Ui, nhưng mà kỳ cái mọi người. Ba map luôn, cái map kia chưa không được. Tức ghê, thích cho cái map kia ghê luôn á. Ở đây mọi người thích cái map nào nhất mọi người? Hey. Ai để qua map thứ 3 coi được không? Tao tới nơi rồi đây. Thôi từ luôn. Ấy được núp ơi, được núp nè. Ê, được nè mày, hình như nãy mình không đủ điểm hả? Ờ, chống không đủ điểm mà. Tao đuổi chiếc nào đây? Vô chiếc nào đây? À, mày gơ, mày chơi gian, mày chơi trước, mày chơi gian. Gian gì? Tao sẽ vượt qua mày cho coi. Màu tím tăng tốc. Lắng. Ui, cái này gớt dưới luôn. Cánh ga, cánh ga. Mày chơi mày lấn ghê quá trời, mày lấn luôn kìa. Lấn không thấy đường luôn. Mày lấn tao không thấy đường luôn thì có lý á. Tao giật giật mày cho coi nè. Tao mới vô chúng cái gì mà đi nhanh. Ê, bay bay vô đâu, bay vô chỗ nào ấy. Ôi, mày sao giờ mày chơi ghê quá vậy. Sao con nấp gì nó lên đầu mọi người. Ui. Ủa chết rồi, bay chỗ nào. À, bay về tao biết rồi. Vậy thôi tao lên lại rồi, tao biệt mày nha. Tao về đây, tao về lại. Ui, bay qua đây luôn. Ui, đi trên nước. Ê, tao lâm hết luôn mày. Ui, đi trên nước nó kìa, Ê, chỗ này phía này hả? Tao bay mấy vòng lận, thôi tao vượt qua mày đây. Khe. Ê, mình chưa giờ về chỗ cũ. Điện tắt. Ui, điện tắt đường hầm mọi người.
Ủa mày đi đường khác rồi hả? Đi đường hầm, tới đường hầm. Đúng nhanh luôn. Ui 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 ui. Chạy ra mày. Băng 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 băng. Gì vậy? Băng băng. Bắt bóp, bóp mẹn giờ, bóp mẹn giờ, bóp mẹn giờ, bóp mẹn giờ. Á, à, quên. Á, mày dính băng. Ngu. Được lắm, được. Lên lên lên. À. Lên 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 lên. Á, rồi chết rồi, đó rồi. À, chết rồi. Băng băng băng, đặt băng mọi người, đặt băng mọi người. Tàu này hết, đó mà băng. Đi bên đây, đi bên đây, đi bên đây, đi đây, đây. Nó đạp cái này nè mọi người. Đi nhanh cực kỳ luôn. Ê, đạp lên cái màu đỏ là mình bị chậm hả mày? Không có đâu. Rồi rocket, rocket. Ê, 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 cái gì vậy? Mày đi sai đường rồi con. Ê, 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 mày đứng lại. Phải đồ láp. À, còn một láp không sao, tao sẽ vượt lên thôi. Mày đi sai đường hả con? Hê, hê, hê. Mày sẽ không đứng lại, mày sẽ bị dính lại thôi. Tao về trước, tao đặt mặt. Tạm biệt. Ê, sao lại vậy? Mày giỡn mặt hả? Tao là chùm cuối rồi mày. Không thể nào mày vượt mặt được tao đâu. Chánh ra, chánh ra, chánh ra đâu. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Nè, Mega Speed nè. Bay lên, bay lên, bay lên. Chứ cần đâm thẳng vô là được lên trên. Ê, ê, gớt, gớt, gớt. Ê, ê. Chết mày vô, chết mày no, vô. No, no. Chết mày vô. Tao về, tao về, tao về. Không được, không được, không được, không được, không được. Mega Speed, Mega Speed. Chỗ này mình phải đi cẩn thận mọi người, chỗ này mình đi được là thắng đó mọi người, chỗ này là kết quả cuối cùng. Mega Speed, Mega Speed, Mega Speed. Ê, chết con nhảy xuống xe nữa. Chết, chết, về trước thôi, về trước thôi. Yeah, final lap. Không dám đâu mày. Mày chơi ăn gian, mày show tao. Rồi. Tao đang chạy xe mày show tao té. Show mày tao. Mọi người thấy mày show tao té kìa. Được rồi, bây giờ mình tiếp tục mình chọn qua map, map, map kia luôn coi được không. Mày chơi ăn gian đó. Ê, map này bị lỗi mày ơi, map này bị lỗi sao? Lúc nó lên được, lúc không lên được. Ê, vô chọn thử con xe này coi. Vô chọn xe khác thôi. Đợi tao một xíu. Chọn đại đi, chọn đại đi. Rồi, chui ra. Rồi. Vô đi, vô đi, vô con, được không? Nó bị lỗi mày, cái map này bị lỗi mày ơi. Cái map kia lúc chơi được, lúc chơi không được mày ơi. Kỳ ghê vậy. Thôi được rồi. Chắc hôm nay là kỳ đua của tụi mình tới đây kết thúc mọi người. Và nếu mọi người thích cái mini game đua xe này của mình đó thì mọi người nhớ để lại một like và một subscribe đăng ký tụi mình nha. Thì mình đua núp win 2 trận, win 9 trận, con núp thắng mà được 1 trận mọi người. Ok, bye bye mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.